Chị đi lấy trứng đi. Lâu lắm không được ăn thèm. Cần mấy quả? Lấy một nửa ổ đi. Ăn cho đủ thoải mái. Con mẹ nó sợ không chị? Sợ lắm nhưng mà thèm. Lấy được mấy quả chị? Lấy được 4 quả. Lấy ăn ngồi cho ăn miếng tôm đi. Ngon lắm. Trứng nấu hay để luộc? Trứng rán thôi. Nay ăn miếng tôm với trứng. Thế không được. Này bố mẹ không ở nhà, mình ăn thế này thôi. Vâng. Ăn trộm trứng của bố mẹ đấy. Tí bố mẹ về có chửi không? Không biết được, mình giấu đi chứ. Chị đập xuống thì em sợ lắm. Chị đập bỏ vào đây. Ôi dồi ôi, ngon thế. Ăn đi. Bố mẹ ở nhà còn lỡ mới được ăn. Chị ơi, vỏ trứng đâu rồi? Vứt rồi. Mang vứt nha, không bố mẹ nhìn thấy. Vứt ở ngoài. Buồn nôn quá. Chị ăn cái gì đấy? Ăn lạc. Ăn không rồi. Hay là tí mới lại ăn trộm của mẹ để uống tí rượu đi nhỉ. Ừ. Thế cũng được. Ngon chứ. Bố mẹ không ở nhà sướng thật. Đấy bắt đầu ăn cơm. Bắt chín rồi vậy. Chửi lắm không bóc đâu. Ăn cơm không? Thế cũng được. Ngon thế. Chân đã. Ăn trứng gì em? Ăn hết đi nhá. Không tí mẹ nhìn thấy ấy. Mẹ chửi em hay là chửi chị em? Không, chị lấy, em có được lấy đâu. Lấy lại, em bảo chị lấy. Con lặn. Ngon lắm.
con xong thịt em ấy tắm đi. Đi tắm á? Sướng quá nhỉ. Thích đấy. Con xong mình đi nhé. Em no lắm rồi chị ơi. Bà ăn hết bát đi. Chị có ăn được mấy bát nữa? Ăn nốt bát ăn rồi. Đi chị ơi, đi. Đi tắm mà. Đi, nhanh. Của chị càng ngày càng to thì phải. Thank you.
đi. Chị với cái anh kia chia tay chưa? Chia tay rồi. Nhanh thế. Được làm gì chưa? Chưa. Chưa được hả? Cái phết em ghép tim. Thế còn của em? Của em ấy. Được rồi. Kiếp thế. To có hai ngón. Trời. Thấy luôn. Thấy luôn. Trời. Bật đèn chứ. Bật hẹn đèn lên xem chứ. Thế chị điếc ấy nhỉ. Chuyện ta còn chưa thấy gì. Để làm được mấy phút rồi. Làm chưa đủ liều với em. Kiếp thế. Làm em còn chưa được lên đến đỉnh nó xong. Thẳng luôn. Đấy em mới bỏ nó. Em quay thằng khác xem nào. Thế mà chị có điều gì. Chia tay luôn. Chị ngủ đi, nhột em. Chị ngủ đi. Chị đừng động em nhột. Chị có làm gì đâu.